sa thố lành thai chi nhật quỳnh con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp và ân đức tăng con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng con kính đảnh lễ thượng tòa minh hạnh con kính chào đạo tràng kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 228 Ná cha hú, ná cha phá, vít sa tí, ná chè, ta ra hi vít cha tí, ê căng tăng, niềm đi tô phô sô, ê căng tăng, hòa phá sân si tô. Ná cha hú, ná cha phá, vít sa tí, ná chè, ta ra vít cha tí, ê căng tăng, niềm đi tô phô sô, ê căng tăng qua bá sằng si tô cha hú na cha pha vi sa tí na chê ta ra hi vít cha tí ê căng tăng nin đi tô pô sô ê căng tăng qua bá sằng si tô na cha hú na cha pha vi sa tí na chê ta ra hi vít cha tí ê căng tăng niềm đi tô pô sô ê căng tăng qua pa sằng si tô xưa dị lai già nay đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê người trọn vẹn được khen bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu na cha hú na cha pha viết sát tí Na chê ta ra hi vít cha tí, ê căng tăng, niềm đi tô pô sô, ê căng tăng, hòa bá sằng si tô. Tuy nhiên lục bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen, hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có chê luôn khen hoài, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Thảo. Chị Đạt Đông Nam Mô Bích Thai Giá Nam Mô Thâm Ma Giá Nam Mô Sang Khai Giá Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng xin lễ với cô tu nữ xin chào với anh chị trong đạo tràng cảm ơn chị Đạt Đông chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ con xin kể câu kinh pháp cú số 228 ạ Na cha hu na cha ba vip sa ti ti Na che ta ra hi vip cha ti E căng tăng ninh bì tô bô su E căng tăng qua bà sang si tô Na cha hu na cha ba vip sa ti Na che ta ra hi vip cha ti ê căng tăng ni tỳ tô pô sô ê căng tăng qua bà sanh si tô xưa nay vị lai và nay đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê người trọn vẹn được khen đó là khổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu Na cha hu na cha ba viết sa ti Na chê ta ra hi viết cha ti Ê căng tăng Ninh bì tô vô số Ê căng tăng qua bà sang si tô Tuy nhiên định luật bất toàn Không đâu có kẻ được hoàn toàn khen Hoàn toàn bị chúng chê dèm hoàn toàn chẳng có chê luôn khen ngoài đó là khổ thơ của hòa thượng Như Đức và con đã cởi xong mặt xin gửi nước lệ cho hòa chị Kim Nhung
Bồ Tha giá Kim Nhung ơi, Kim Nhung có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Dạ, kính cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn Hoàng Việt. Kim Nhung cầm mic nhưng mà đạo tràng không có nghe, thấy Kim Nhung cầm mic mà không có nghe. Kim Nhung coi lại máy nha. Dạ, kính mời chị Sương Mai. Dạ con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ và Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc Pháp Cú 228. Na cha hu na cha quý sa ti, na thề ta ra hi quý cha ti, e can tăng ni nin đi tô bô sô, e can tăng qua phá sanh si tô na cha hu na cha hu na cha pha pi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tăng ni nên đi tô bồ sô e can tăng qua phá sanh si tô na cha hu na na cha hu na cha pha vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti vi cha che ta ra hi vi cha ti e can tăng nên đi tô bồ sô e can tăng qua phá sanh si tô na cha hu na cha pha vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti vi na na cha ta ra hi vi cha ta ti e can tăng nin đi tô bồ sô e can tăng qua phá sanh si tô. Xưa vị lai và nay dầu có đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Tuy nhiên định luật bất hoàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. Hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có chê luôn, khen hoài. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời chị Kim Nhung ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Kim Nhung dùng laptop không Kim Nhung? Kim Nhung ơi, dạ cảm ơn Rằng Đông, cảm ơn Quang Nguyệt. Kim Nhung dùng laptop phải không? Kim Nhung đang dùng laptop phải không? Đúng rồi, Kim Nhung coi chừng Kim Nhung ấn nhầm cái nút mà tắt cái lo ở trong cái máy đó, ở hàng trên cùng đó có cái hình cái lo đó, rồi nó có dấu thạch đó, nhiều khi Kim Nhung đánh chữ đó, đánh số 1 hay gì đó thì nó đụng vô cái đó là mình không nghe người ta nói và mình cũng không thể cầm mic được. Chút nữa Kim Nhung chạy ra coi lại coi thử coi phải không, cái trường hợp đó là nhẹ nhất, còn không thì phải chạy vô trong cái hàng loa trong máy rồi. Nếu khác gặp lại nha. Dạ, mời cô Ái Minh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính chào quý anh chị.
Cảm ơn chị Rạng Đông, chị Nhật Quỳnh, chị Trần Đạo, chị Hoa Nguyệt. Con kính lễ cô Tự Duyên vừa vào rừng. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 228. Na cha hu na cha pha quý sa ti na chê ta ra hi quý cha ti e can tăng nin di tô bồ sô e can tăng qua ba sang si tô. Na cha hu na cha pha quý sa ti na chê ta ra hi quý cha ti e can tăng nin di tô bồ sô e can tăng qua ba sang si tô. Na cha hu na cha pha win sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tang nin di to bo so e can tang qua ba tang si to. Xưa vị nay, xưa vị lai và nay, đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Na cha hu na cha pha win sa ti na che ta ra hi win cha ti e can tăng nin di to bo so e can tăng qua ba tăng si to. Na cha hu na cha pha win sa ti na che ta ra hi win cha ti e can tăng nin di to bo so e can tăng qua ba tăng si to. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen, hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có, chê luôn khen hoài. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Bây giờ, nếu mà chị Kim Nhung vào rồi thì thử nhất là em kính mời huynh trưởng ạ. Chắc xích Kim Dung là bị sao đấy nhỉ? Và thế là xin ứng bất tế xin được à. Okay. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sáng Khaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tham Tuệ Duyên cùng Thi Giới Đạo Hữu. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 228. Kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, xích Trần Đạo cho biết. Xích Đảng Đông cho biết nghe rõ. Na cha hu na cha pha vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tang nin di to po so e can tang va pa sam hi to. Na cha hu na cha pha vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tang nin di to po so e can tang va pa sang si to. Xưa vị lai và nay, đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khiến. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen, hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có, chê luôn khen hoài. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá, con xin được chú ý. À, mến mời Sister Kim Nhung tiếp nha, thử coi. Dạ, alo ạ, đạo tràng nghe em được không ạ? Alo, dạ, cảm ơn ạ. Cô tu nữ Tự Duyên, cảm ơn các anh chị đã cho em biết có tín hiệu. Dạ, trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh và cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng ạ. Dạ, con xin đọc
Kinh Pháp Cú, câu 228. Na cha hu na cha pha huy sa ti na che ta ra hi huy cha ti e can tăng nin di to bo so e can tăng wa ba sang si to. Na cha hu na cha pha huy sa ti na cha ta ra hi na che ta ra hi. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại. Na cha hu na cha pha huyết sa ti na che ta ra hi huyết cha ti e can tăng nin đi tô bô so e can tăng qua bà sang si tô. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na cha hu na cha pha huyết sa ti na che ta ra hi huyết cha ti e can tăng nin di to bo so e can tăng qua ba sang si to. Na cha hu na cha pha huyết sa ti na che ta hi huyết cha ti e can tăng nin di to bo so e can tăng qua bà sang si tô. Tuy nhiên định luật bất tài, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen, hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có chê luôn khen hoài, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Kính mời Su Khá và Đúc Khá. Kính cảm ơn anh huynh Quát Tha Ná. Dạ, sám hối với đạo tràng là làm phiền đạo tràng nãy giờ ạ. Dạ, con xin xuống mic. Alo. Dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 228. La cha hu la cha pha huyết sa ti la che ta la la che ta ra hi huyết cha ti e can tăng nin di to po so e can tăng wa pa sang si to. La cha hu la cha pha huyết sa ti la che ta ra hi huyết cha ti e can tăng nin di to po so e can tăng wa pa sang si to. La cha hu la cha pha huyết sa ti la che ta la hi huyết cha ti e can tăng nin di to po so e can tăng wa phát sang si tô. Xưa vị nay và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người chọn mẹ được khen, đó là bạn dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong, bây giờ con kính mời cô, bàn tay của cô Cẩm Vân ạ. Nam mô Bụt Tha Ra. Dạ, sa thú xích xú khá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 228. Ná cha hú ná cha pá huyết xá tí ná chê tá rá hí huyết chá tí ê căn tăng nin đi tô phô xô ê căn tăng qua pá xăng xí tô. Ná cha hú ná cha pá huyết xá tí
Na chê ta ra hi vít chá tí. E căng tăng nhìn đi vô vô sô. E căng tăng hòa phá sân lý xí tô. Na chà hú, na chá pa vít xá tí. Na chê ta ra hi vít chá tí. E căng tăng nhìn đi tô vô sô. Ê căng tăng qua bá sanh xí tô. Xưa vị lai và nay, đâu có sự kiện này. Người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn. Được khen bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tuy nhiên định lực bất toàn không đâu. Có kẻ được hoàn toàn khen, hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có chê luôn khen hoài. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Danh đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Sức Nhật Quỳnh và mời Sức. Dạ, sa thú kính cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tịnh Viện, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức và Quan Âm Giao Đạo Tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Khâm Má Trá Rí Dự Giao Đạo Tràng. Và Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn. Rằng đông cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Kim Nhung, chị Sương Mai, Cẩm Vân, Xuất Khá, Anh Đúc Khá, Vinh Quách Tha Na, cô ấy Minh Sức, Trần Đạo, Xích Đằng Rồng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ chúng con được học bài mới là câu pháp của kinh số 229. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư Tha Gia. Nam mô Tham Ma Ya Nam mô Sankhaya Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sàn trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đắng trổ hoa lành rải tản mùi hương pháp bào ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẳng lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng để có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều sẵn như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao 15 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều cam giới thừa ân phổ cơ lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ tuyệt pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 229. Dạ, sa thủ lành thai Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ.
Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Tây Nguyên, Thượng tọa Minh Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Kính thưa quý vị, qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 229. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Danh chê huynh nhu bá xăng san tí. Danh chê huynh nhu bá xăng san tí. Danh chê huynh nhu bá xăng san tí. Anu vích chá su về su về. Anu vích chá su về su về. Anu vích chá su về su về. Ách chít đá quốc tình mê tha huynh. Ách chít đá quốc tình mê tha huynh. Ách chít đá hút mê tha huynh. Banh nhà xì lá sát ma hí tăng. Banh nhà xì lá sát ma hí tăng. Banh nhà xì lá sát ma hí tăng. Kính thưa quý vị, câu kệ này được bắt đầu bằng một cái đại văn. Văn chê có nghĩa là văn. Danh chê có nghĩa là văn cộng với chê. Văn có nghĩa là ấy. Văn có nghĩa là ấy. Chê có nghĩa là nếu. Chê có nghĩa là nếu. Ba xăng san tí. Dạ xin lỗi. Huynh nhu. Huynh nhu có nghĩa là bậc trí. Huynh nhu có nghĩa là bậc trí. Ba xăng san tí có nghĩa là ngợi khen. Ba xăng san tí ngợi khen. Anu vít chá. Anu vít chá có nghĩa là sau khi biết rõ hay là sau khi thẩm xét. Anu vít chá sau khi biết rõ hay là sau khi thẩm xét. Su về có nghĩa là hằng ngày. Su về có nghĩa là hằng ngày. Chít đá quyết tình. Ách chít đá quyết tình có nghĩa là hành vi không lỗi lầm. Ách chít đá quyết tình, hành vi không lỗi lầm. Mê tha huynh. Mê tha huynh có nghĩa là bậc trí. Mê tha huynh có nghĩa là bậc trí. Rồi, cuối cùng chúng ta còn một cái liên từ. Banh nhà si lá sá ma hí tăng có nghĩa là đầy đủ trí tuệ và giới hạnh. Banh nhà si lá sá ma hí tăng đầy đủ trí tuệ và giới hạnh. Dạ, vậy thì hôm nay từ vựng hình như ngắn hai vị. Nó dễ, chúng ta thấy ngắn. Dạ. Sa thú Phật tử Ai Minh đã hỗ trợ phần bốt bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. Danh chê huynh nhu bá xăng san tí. Anu vít chá su về. Ách chít đá tình mê tha huynh. Banh nhà si lá sá ma hí tăng có nghĩa là sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã thích nghĩa phần từ vựng xong. Bây giờ thì một lần nữa con kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng.
Và xin thay mặt hội chúng, con xin cung thỉnh Thượng Tọa Thủy Quyền từ bi hoàn hỷ thiết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 229. Dạ, con không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không. Xin Thượng Tọa cho con biết một cái tín hiệu. Dạ, con không biết Thượng Tọa Tuy Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Thượng Tọa hoan hỷ cho con một cái tín hiệu để con biết mà con buồn mít. Dạ, dạ, bây giờ con xin cung thỉnh Thượng Tọa Tuy Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Để Đức Pháp Tính cùng cho Tôn Đức Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng cho Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahant Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apivade Misoakato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Subhattipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương thần đức Tam Bảo cho Phật Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ của Đức Tam Bảo hàng giáo hội đến chư Tôn Thanh Tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Chúng ta học câu Pháp Cú 229 này, nó là một duyên sự của bốn câu Pháp Cú từ 227 cho tới 230. Hôm nay chúng tôi giảng câu 229. Sáng sáng cảm sát kỹ bậc trí, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Chúng ta đọc xong cái câu kinh văn thôi, chúng ta đã thấy một cách đầy đủ, một cách tường tận cái giá trị thành tựu, cái giá trị viên mãn của một bậc thánh đã diệt trừ phiền não, không còn sanh y, không còn tử sanh trong cuộc đời. Tại sao mà nói như vậy? Chúng tôi nói như vậy chính là muốn chúng ta hiểu biết được một cái giá trị tuyệt đối của cái bậc thánh. Duyên sự thì nói về Atula, câu chuyện này khởi lên tại kỳ viên liên quan tới nam cư sĩ tên là Atula. Atula, chúng ta dịch tạo âm gọi là Atula. Nói đến đây thì Atula này không phải là Atula là ma là quỷ, mà chỉ là tên của một người. Nói vậy để khi quý vị biết được thì là tên một người thì nó là một cái vấn đề, chứ không phải là chúng ta
cứ tưởng đâu nghe như vậy, cái là Atula tức là ma là quỷ, mà đây là tên của một nam cư sĩ. Nam cư sĩ này sống ở Xá Vệ, có một nhóm bạn rất là đông, 500. Thì một ngày nọ, chúng ta cùng với nhóm bạn đi đến tịnh xá để mục đích để gặp Chư Tăng để nghe pháp. Khi đầu tiên họ đi đến ngài Rewata, ngài Rewata là một vị chuyên về đệ nhất về hạnh viễn ly, tức là không có thân gần hội chúng. Vị đi đến để đảnh lễ ngài, một số Phật tử nam cư sĩ này đến để lễ ngài, như ngài Rewata im lặng không nói gì hết. Bởi vì ngài thích cái cô độc, cái tịch cư, cho nên họ tới thì tới chỉ biết nghe thôi, chỉ biết thấy thôi, chứ ngài không có hầu như tức là không có quan tâm. Và thế thì thưa quý vị, họ đi đến ngài, họ thấy cũng buồn chán, nên họ đi tới ngài Xá Lợi Phất. Thì mình trình bạch cái sự việc, chúng con hôm nay đến chùa, nhưng điều mà khi đi đến đó thì gặp ngài Rewata, ngài không nói gì hết. Bây giờ con tới đây con gặp tôn giả để mong tôn giả thuyết pháp cho chúng con nghe. Thì bắt đầu ngài Xá Lợi Phất nghĩ cách Atula này cùng với một số người đệ tử này có cái tấm lòng thành, thế là mới thuyết giảng. Và đặc biệt ngày Xá Lợi Phất đặc biệt về A Tỳ Đàm, thì A Tỳ Đàm một cái pháp môn ở trong Luận Tạng rất là cao thâm và khó hiểu, và phải nói dài nói nhiều rồi cho người ta. Thì Atula cùng một số người cũng thấy nản, bây giờ một người thì nói quá, mà sao qua bên đây gặp ngài Xá Lợi Phất ngày giảng quá dài, một người thì không nói gì trên, đã đi giảng quá dài. Thì sau một hồi thì Atula cùng với nhóm bạn hữu của mình mới đi tiếp nữa, đi gặp ngài A Nan. Trên bạch sự việc, con tới con gặp ngài Rewata, chúng con gặp ngài Rewata thì ngài Rewata im lặng không nói, con tới con gặp ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng cho chúng con rất là dài, rất là khó hiểu, con không có nghe được. Ngài A Nan quá rồi, được rồi, ngươi ngồi xuống đi, ta nói cho ngươi nghe, cho nói cho các ngươi nghe. Thì thế là ngài A Nan ngài nói rất ngắn. Atula cùng một số nam cư sĩ này cũng không vừa lòng, mới đi đến Phật. Đến Phật nói, tại sao có người tới đây? Bạch Thế Tôn, chúng con muốn tới để nghe Thế Tôn thuyết pháp. Thì Đức Phật nói, các ngươi đã nghe rồi. Bạch Thế Tôn, tôn giả Rewata Di Bà Đa và ngài Xá Lợi Phất, tôn giả Di Bà Đa Rewata không nói gì hết, bởi vì chuyên về độc cư. Ngài Xá Lợi Phất thì nói một cái pháp môn cao thâm quá, chúng con hiểu không được, và nói dài chúng con không hiểu, mà chúng con cảm thấy mệt chán. Rồi con đi đến ngài A Nan, thì ngài A Nan nói quá ngắn, nói rất ngắn, chúng con hiểu gì luôn. Bây giờ con đến đây gặp Thế Tôn, chẳng những Đức Phật ngài vừa nghe như vậy, cái ngài quở trách, này Atula, ngươi nên biết xưa nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa
phải cũng bị chê, làm người không bị chê thật khó. Tin ở đời Phật nói này Atula, từ xưa tới nay người ta luôn chê bai, người không nói, người nói nhiều, người nói ít đều bị chê. Không ai hoàn toàn mà được khen, cũng không ai hoàn toàn mà bị chê. Ngay cả các bậc đế vương cũng được người khen kẻ chê. Ngay cả địa đại, mặt trăng hay mặt trời, ngay cả Phật ngồi giữa tứ chúng thuyết pháp mà cũng có người khen chê. Lời khen lời chê của người ngu không quan trọng, nhưng khi được người trí thức thông minh khen chê, đó mới là một cái đích thực cần phải tỉnh thức, cần phải hiểu biết rõ ràng. Và Đức Phật ngài mới nói à, tôi là nên biết xưa nay, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa bị người chê, làm người không bị chê thật có tìm ở đời. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, hoàn toàn người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Và sáng sáng thẩm sát kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tìm hết thì đủ giới định tuệ. Và cái câu thứ 230, danh sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Ra phân chia từng câu chứ đúng ra giảng một cái duyên sự này mà nó gồm bốn câu phước cú này. Atula chê tất cả những vị đó, nhưng quý vị biết nói rằng sáng sáng thẩm sát kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tìm vết, đầy đủ giới định tuệ. Ở đây tức là nói ngài Đế Quát Tá, ngài Xá Lợi Phất, ngài Nang, đây là những bậc thượng thủ tinh văn, Akasavaka, đệ nhất về biển ly, đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về đa văn, chư thiên và loài người cũng phải ở tán thán cúng dường nữa. Người ở đó mà người chê, thì đối với các ngài, từng cái câu văn từng ngày được thẩm sát, được hiểu biết một cách vẹn toàn. Người có trí tuệ khi người tán thán, đối với cái bậc không tì vết á, từ bậc mà đi đủ giới định tuệ, ở đây tức là một bậc diệu hạnh thinh văn đệ tử, bậc chánh chân pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh lìa xa linh hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cũng nghinh kính lễ một điềm, thánh đức cao cả phước điềm dày sâu. Đây chính là nổi lên cái giá trị tuyệt đối như vậy đó quý vị. Bậc diệu hạnh đó, bậc trực hạnh, bậc như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị. Ở đây Phật khẳng định đối với các vị này, bậc không tì vết, đầy đủ giới định tuệ, đó tức là bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Mà Atula lại chê, bây giờ Atula nó cũng biết cái kia đó là của quý, đó là những báo. Ngươi gặp các vị đó đó, chư thiên và phạm thiên phải khen thưởng, phải tán thán, phải cúng dường, phải lễ bái. Nhưng qua đó chúng ta thấy đây cũng là một điều mà Atula lúc đó không có cái duyên với ngài Rê Quá Tá, không có duyên với ngài Xá Lợi Phất, không có cái duyên với ngài A Nan, cho nên nói cách nào cũng không nghe được, mà có cái duyên thì lại nghe được. Đây là một điều lạ nha quý vị. Đức Phật là bậc toàn tri toàn giác, khi ngài làm một việc gì ngài hiểu biết hết. Có những việc làm chính Đức Phật ngài xuất hiện ngài làm, có những việc làm Đức Phật không thực hiện, mặc dù ngài có thể làm, như thu phục đồng chúa Nandobananda, hay là
coi như là bảo các thầy tỳ kheo, như là ngài Ca Diếp hay là ngài Xá Lợi Phất đi thâu phục một số coi như là các tỳ kheo hay các dân chúng vân vân, thì Đức Phật ngài yêu cầu các vị này đi, bởi vì ngài biết cái cơ lý cơ tánh. Chúng ta thấy con rồng chúa Nandobananda nó quậy dữ lắm, Đức Phật thì ngài dùng thần thông thần lực của ngài giới một cái là rồng chúa nó sợ, rất là sợ rồi. Nhưng ngài sang ngài một kiền liên để thâu phục rồng chúa đi. Ngài một kiền liên ngày tới, nó vừa tới xong cái con rồng đó nó sợ liền, gặp là sư phụ xuất hiện rồi, gặp coi như là đời trước là cậu là ông là bà là cha là chú nó, mà cho tới cái tự nhiên cái nó tắt đài liền. Có những cái chuyện không cần thiết phải dùng những cái biện pháp mạnh, mà tất cả dựa theo cái duyên, nó trợ cho cái duyên mà được thành tựu, được tạo tác tốt đẹp, thì dường như thế ấy cũng vậy. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời này có đôi khi chúng ta phải có một cái sự suy xét kỹ. Có lúc Đức Phật ngài trực tiếp ngài tế độ, có lúc mà ngài qua gián tiếp thì cũng như thế. Atula này không có duyên với những vị này, bởi đến gặp Phật chính Đức Phật ngài xác định một cách rõ, đối với các vị này là các vị lớn lao. Ngươi đừng có chê, ngươi đừng có khen, xưa và nay không ai mà không bị chê, không ai mà không hiểu mà được khen thì bị chê, từ vua chúa cho tới kể cả ngay Đức Phật, ngay là Phật luôn, thì cũng có người nhiều người khen, cũng sẽ có người chê, đấy là tất nhiên. Vì vậy cái đời sống tu tập của chính chúng ta là một đời sống nó miên viễn, kéo dài, và nó là một cái riêng của cá thể. Chúng ta đừng có lấy một cái tư kiến, lấy một cái nhìn của chính mình rồi phê phán, rồi ta phán người ta như thế này, người ta như thế nọ. Chúng ta giới hạn là cái việc đó với quý vị. Bởi vì sao? Bởi cái việc mà chúng ta luôn luôn yêu cầu người phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng thật ra mà nói, chúng ta có tự suy xét mình không? Mình đã có đầy đủ, mình đã có hoàn mỹ chưa? Hay mình đã tốt đẹp chưa? Mình bắt người ta phải như thế này, phải như thế nọ. Nhưng ngược lại, nếu như đặt tình huống mình ở hoàn cảnh đó, mình có được như người ta hay không? Làm anh phải như thế này, làm chị phải như thế kia, làm thầy phải như thế này, là như thế nọ. Tất cả chúng ta đưa ra cái yêu cầu, anh phải giải quyết cho tôi. Chứ có khi nào mình nghĩ rằng mình phải quyết cho người thì mình giải quyết sao? Thì mình không có suy nghĩ. Mà trong cuộc đời này cũng vậy, chúng ta cũng đừng nên bình phẩm, đừng có nên khen chê một người một cách thái quá, một cách không kiểm soát. Hôm nay mình được khen thì cũng hay chuẩn bị rằng rồi người khác cũng chê mình. Mình có sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta rất là tốt đẹp. Đối với các bậc thánh tứ đạo tứ quả thì các ngài đã đầy đủ viên mãn cụ túc, giới cụ túc, định cụ túc và tuệ cụ túc viên mãn của Upasampada, đầy đủ thành tựu và hoàn mãn. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ có một cái sự suy nghĩ, sẽ có một sự tu tập tốt. Và ngược lại, nếu mà chúng ta không có sự suy nghĩ thì chúng ta mới thấy rằng là khen chê nó là một vấn đề. Mà nếu như chúng ta có một sự suy nghĩ thì hết sức là tuyệt vời. Còn nếu như chúng ta không suy nghĩ, chúng ta cứ nghĩ rằng mình có một cái
cái tâm á, mà cứ khen cứ chê thì hoàn toàn mình không có thể nào mà giải quyết được vấn đề trong cuộc đời này. Chúng tôi nhớ có như có một lần chúng tôi đọc một câu chuyện. Có một gia đình đó giàu có, mới muốn một cái quần, có một cái con trai bởi giàu có mà rất là thương đó, mới nhờ giáo sư, mới nhờ thầy tới để dạy. Hết thầy này tới, tới thầy kia tới, nó đều không chịu học. Giờ nó học và nó chê thầy này như thế này, thầy kia như thế nọ. Thế có một thầy đó, thì ông tới, ông biết cái bài của ông này. Người nào nó cũng bắt ba, bắt lỗi hết á. Cho tới ông thầy này ông tới, cái giờ dạy học á, ông ngồi nhìn nó ông cười. Không dạy gì, ngồi im luôn, nhìn nó cũng cười. Cái nó, ủa sao thầy kỳ vậy, ba mẹ con mướn con đưa thầy tới, mướn thầy tới đây để thầy dạy học chứ sao thầy tới giờ thầy không dạy. Nó hỏi gì, ông thầy cũng lắc đầu cũng cười. Có sao kỳ vậy? Cái nó hèo ba lần, cái ông mới nói bây giờ con muốn học rồi phải không? Thì dĩ nhiên con, cha mẹ con mướn tới đây là mướn thầy tới để dạy học mà. Rồi bây giờ thầy hỏi con, bây giờ con muốn học phải không? Cái nó trả lời, nó lại lần nữa, đã cha mẹ con mướn thầy tới đây là để thầy dạy, mà con ngoài cái chuyện nó gì? Cái ông thầy, ông im lặng nữa. Thì nó ngồi đó. Thầy không dạy thôi. Thầy không dạy thì thôi. Cái nó ngồi, nó cầm viết, nó vẽ lung tung trong ngồi, im lặng, hay sao cũng về. Ngày hôm sau học nữa, tới. Qua mấy ngày sau, cái tiết sau ông tới nữa. Ông cũng ngồi, ông cười, ông cũng dạy. Nó hỏi ông, tại sao mà làm gì kỳ vậy? Cái tới lần thứ ba, nó tức quá, nó nói với mẹ nó. Nó nói thầy, mới ông thầy này tới, sao ông thầy không dạy vậy đâu, cũng ngồi cười. Con hỏi ông á, ông nói, khi nào con muốn học, thì ông mới dạy. Con nói là con muốn học. Cái nó, ông lắc đầu, con chưa có muốn học. Thì mẹ thấy ông thầy này lạ quá. Con thấy ông thầy này lạ quá mẹ. Bây giờ hôm nay ông tới, nếu mà ông không dạy là mẹ đừng có mướn nữa, cho ông nghỉ luôn, rồi tìm thầy khác. Thì cái lần thứ ba ông tới, cái giờ thứ ba ông tới, thì mẹ của cái bà chủ này bà cũng tới cùng với đứa con tham dự vô cái lớp học. Thì vô có mẹ ngồi đó nữa, cái này vô ông thầy cũng im. Ông hỏi bây giờ, ô tại sao mà thầy không dạy? Thì người mẹ nói, tôi mướn thầy tới đây thầy dạy cho con tôi, chứ tôi mướn tới đây mà thầy im lặng. Tại sao ba bữa nay thầy im lặng vậy? Cái lúc đó thầy mới nói, hai bữa nay, tại vì con cô chưa có muốn học cho nên tôi chưa có muốn dạy. Con kêu thầy dạy.
mà thầy nói rằng con muốn học nó không. Con kêu thầy dạy, con kêu thầy dạy, nhưng con không muốn học. Nên sao thầy biết con muốn học? Vì con muốn học chưa? Nó con muốn học. Con muốn học có mẹ con kế bên đúng chưa? Bây giờ có mẹ con đúng chưa? Mẹ con làm chứng mà đúng. Thì ông thầy bắt đầu ông dạy và ông nói chơi người mẹ và người con rằng tôi không lấy tiền hai bữa trước, tôi không lấy tiền. Ngày hôm nay bắt đầu tôi lấy tiền, nếu như con muốn học thì mới lấy tiền. Thì sau đó cái người con này mới chấp nhận học. Và người mẹ mới hỏi người thầy. Sau cái thời gian hỏi người thầy, tại sao mà thầy làm hay làm nó khác hay như mấy ông thầy trước kia? Tại mấy ông thầy trước kia không biết, ông vô ông không có nhìn cái đứa bé này coi nó muốn học hay không, vô được cái đến lớp cứ dạy mà không có quan tâm cái gì hết. Bây giờ vô còn riêng tôi vô tôi ngó thẳng nó, tôi coi nó làm gì làm. Rồi khi nào mà nó chơi cho đã, cho nó chán rồi, nó thấy tôi ngồi đó, nó nghĩ tại sao tôi không dạy. Thầy dạy con có học. Thế sao thầy biết? Bởi vì tôi biết cái lòng nó, nếu nó vừa dạy á, tôi vừa dạy ra đó, là nó sẽ bắt cái lỗi này, cái lỗi kia. Thế là bao nhiêu ông thầy dạy trước á, giỏi hơn tôi nhiều nữa, chứ không phải dở hơn tôi đâu. Nhưng tại vì mấy ông có cái tâm muốn giúp cho nó, mà nó không có đón nhận, thì là thua. Ở đây, kính thưa quý vị, trong cuộc đời này như thế đó. Cái gì mình cho người ta, người ta không nhận thì thôi đừng cho. Chúng ta nhớ cái gì mà chúng ta cho người ta mà người ta không đón nhận thì đừng cho. Mà khi mà người ta cần á thì lúc đó mới tính. Cho nên ở đây chúng ta nhớ pháp Phật hay mới là Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, sao mà tiếng Phạm Thiên. Nó có cái duyên khởi. Pháp Phật không phải là cái pháp mà nó ba xu bốn bạc lẻ, không có chuyện đó. Ba lần cảnh pháp nguyện đời thoát mê kìa. Atula này cứ tới rồi các vị này người ta có cái tâm từ bi tốt để truyền trao như vậy, nhưng Atula không có đủ, và một số người không có đủ cái trình độ, cái khả năng để tiếp nhận, và chưa có đủ cái duyên mà lại chê mà lại khen như thế này thế nọ, tạm được. Kính thưa quý vị, ở đời lúc nào cũng vậy đó, chúng ta luôn luôn muốn nghe du dương, muốn nghe nhẹ nhàng, chứ chúng ta không muốn nghe cái lời chắc chúa. Nhưng ở đời hãy nhớ nó có cái âm, có cái dương, có cái sáng, có cái tối, có cái mặn, có cái ngọt, nó có cái nghịch đạo thì nó mới có một cái giá trị tốt đẹp. Người ta khen mình sống ở trên mây hoài, người ta chê mình té cái bịch xuống đất, cái lúc mới tỉnh thức lại, à bây giờ mình ngồi dưới đất rồi. Đứng trên cái khen cái chê đó mà không động không sầu mới tự tại. Cái câu mà mang cái lá sụt tá nó buồn thở, mà chúng tôi rất thích cái câu đó. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm sẽ là phúc lành cao thượng. Và chúng ta hãy tập, phải tập nghe những cái tiếng nói khó chịu, chúng ta tập nghe thấy những hành động không vừa lòng. Tuy chúng ta chưa phải là bậc thánh, chưa phải là một bậc trí giả trí nhân, có thể bình tâm, có thể đầy đủ kham nhẫn để vượt qua, nhưng kính thưa quý vị, chúng ta cũng biết dặn lại. Sân tâm nổi lên trong lòng nhưng không nói ra, không nói ra bằng lời, không làm bằng hành động,
thì tâm tư nó bực bội là có, nhưng chúng ta biết kiềm chế, biết vượt qua. Đừng có gì một chút nóng giận mà chúng ta lại buông ra để mất đi cái tình thân bao ngày, để mất đi một cái nghĩa mà chúng ta gieo rất là lâu, chúng ta trồng rất là khổ, và chúng ta chăm nom rất là mệt mỏi. Cái này là cái duyên và cái trí tuệ của mọi người. Chúng tôi cũng nhìn, chúng tôi cũng mới bị một cái mục sư, ông hét lên một cái, mà giữa ba bề bốn chúng, cái mình cũng đứng máy, mình cũng sợ. Nói thì đời mình cũng quê, mình cũng sân, mà lúc đó tôi đủ bình tĩnh, chúng tôi nghĩ không được. Một chút xíu nữa giọt nước tràn ly, người ta đang sân tâm, người ta đang không có bình tĩnh, mình nói lên cả hai ông bình tĩnh. Sau đó chúng tôi nói lại, vậy cũng không chấp nhận cái lỗi, thì thôi chúng tôi bỏ lại. Chúng tôi nghĩ rằng đó là cái nghịch duyên. Mãi mãi chúng ta cho rằng cái điều đúng người ta dễ chấp nhận là chưa chắc. Rồi mãi mãi chúng ta nghĩ rằng chúng ta được ăn kẹo hoài, để chúng ta được coi như yên ấm hoài, mà chúng ta được nhị thức này thọ xả quả thiện hoài, thì chúng ta cảm thấy không có chuyện gì. Nhưng khi mà tự nhiên có phản ứng, nó nhức đầu nhức óc, nó làm chuyện khác. Mà cái sự tu tập như vậy cũng là một điều mà cần thiết phải hiểu. Có đôi khi nó thay đổi, có đôi khi nó có như vậy, thì chúng ta mới kiểm soát lại cái bực bội, cái khó chịu. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta biết thẩm xét một cách căn bản, chúng ta tự thân kiểm soát một cách tốt đẹp, để khi có một người trí họ ta thắng họ khiển trách, chúng ta biết đón nhận, biết giữ gìn. Bởi vì có câu mà nói rằng là được người trí chỉ lỗi như là chỉ chỗ chung vàng. Tại sao như vậy? Bởi vì những cái lỗi lầm đó là những lỗi lầm sinh tử đau khổ, những lỗi lầm mà chúng ta phải biết sửa. Nếu bậc trí tuệ biết được cái lỗi lầm, mà cái lòng á, chúng ta gọi là cái lòng tàm, cái sự hổ thẹn với cái lỗi lầm của chính mình đã vi phạm, họ biết ghê sợ và hổ thẹn với cái tội lỗi của mình, với cái điều không đúng của mình. Ở đây chúng ta nói biết lỗi, nói cho dễ hiểu với từ ngữ biết lỗi và sửa lỗi, biết lỗi và khắc phục về sau không bị tái phạm, thì người đó còn thuốc chữa. Còn nếu như nói mà họ không có nghe, họ không có hiểu gì hết, họ không có chấp nhận, không có đón nhận, không có thẩm xét, họ không có biết cái lỗi của chính họ, họ chấp ngã, họ tự cho mà họ đúng, họ không sai, thì kính thưa quý vị là chết luôn. Một cái sám hối của Đức Phật nó rất là tuyệt vời. Chỗ này nè.
Napoleon Karishami, Napoleon Fascisami, Napoleon Chinyisami. Nếu tôi có cái lỗi lầm gì đó mà tôn giả hiền giả nghi ngờ hoặc là có cái điều gì đó nghi hoặc là hiểu về tôi như thế đó thì xin hãy nói lên. Tôi xin ghi nhận cái lời chỉ trích hay cái lời chỉ lỗi của người, của tôn giả, của hiền giả cho tôi. Tôi sẽ làm tốt về sau. Thì dầu cho hay lắm quý vị, thì Đức Phật dạy dầu cho thí dụ một người nhỏ mà sám hối tỏ lộ với cái người lớn thì người lớn cũng sẽ tỏ lộ lại như vậy, tỏ bài lại như vậy. Để chi? Để biết được có những cái sự lỗi lầm xin hãy nói ra. Và đối với người trí thì họ không hề vượt qua cái gì, họ vượt qua cái quê độ mà chúng ta gọi là cái quê chấp ngã đó, đó nó khổ đau, sanh tử khổ đau. Mình luôn luôn mình tự cho rằng mình không có cái lỗi lầm, nhưng sự thật ra cái sự ngu si, cái sự kém hiểu biết của mình làm lỗi nhiều lắm quý vị. Mà cái lòng sân hận người ta không biết, từ cái sự nóng giận, tôi không có lỗi, tôi không bao giờ tôi xin lỗi, hay tôi không có lỗi cho nên buộc tôi nhận lỗi sao được. Nói như vậy là chúng ta thiếu suy xét, thiếu cái pháp tu. Ngày nào mà sân tâm khởi lên, ngày lúc nào mà sân khởi lên, bực bội khó chịu, ngày nào mà còn cái tham ái khởi lên trong lòng, ngày đó chúng ta còn lắm điều tội lỗi. Thì chúng ta cứ chấp nhận rằng chúng ta vì vô tình hay là vì cái điều không đúng đắn mà cho nên chúng ta phạm phải những cái điều như thế, nay mình sẽ khắc phục về sau, vân vân. Sự suy nghĩ đó là một giá trị tích cực. Sự suy nghĩ đó là một điều mà dạy cho mình, mang tới cho mình để mình làm việc được tốt đẹp, làm việc được ổn định ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Cho nên ở đây khi là một bậc trí tuệ thì cái đó các ngài, như hồi nãy chúng tôi nói là các ngài là bậc trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, xứng đáng lễ bái cúng dường, là một chuyện quá trời tuyệt vời, quá trời tuyệt đối rồi. Bởi vì đối với là si la sama tiếp nha, tức là giới định và tuệ của các ngài được upasampada, tức là viên mãn cụ túc. Nhưng ngược lại chúng ta còn phạm phu, chúng ta chưa được, nhưng chúng ta phải biết cái gì, biết tự mình kiểm nghiệm, tự mình biết. Và khi người ta chê mình thì hãy đó là, lấy đó là một bài học. Khi người ta chê mình thì chúng ta tập được buồn phiền. Và khi người ta khen mình thì cũng đừng bao giờ mà có một cái sự vui vẻ quá đấy. Bởi vì xưa nay hỡi có khen thì có chê, không ai mà được chê, được khen mãi, không ai bị chê hoài đâu. Thì cũng có kẻ chê người khen. Đó là, hồi nãy chúng tôi nói đó là cái nhân duyên, cái nhân quả mà tất cả chúng ta gặp. Tự nhiên thích người này, không thích người kia. Thương người này mà không thương người nọ, ghét người này mà không ghét người kia, vừa lòng với người này mà không vừa lòng với người nọ, vân vân. Đó tất cả là cái duyên trời tạo trong cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời, nó như là một thời tiết của cuộc sống, có nóng có lạnh, có sáng có tối, có hôm có ngày. Cuộc đời này nó như là một vòng xoay, lúc thì mình được khen, lúc thì mình bị chê, lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc thì vừa lòng, lúc không vừa lòng. Với người cũng thế, ta cũng thế. Sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta đỡ phải có nhiều cái sự suy tư, đỡ chúng ta phải có nhiều cái sự khắc khoái, cái sự đau thương trong cuộc đời này. Người ta tốt với mình ngay trong hiện tại, dù người ta xấu với mình ở trong tương lai, vân vân. Và người ta bằng những hành động mình như thế này, mình như thế nọ, tất cả chúng ta nói và nghe như vậy, nhưng cuối cùng ai được cái sự khen sự chê trong cuộc đời này là như thế,
Và ở đây nó có một cái điều tốt là mọi người biết được, hiểu được cái sự khen sự chê, thẩm xét được, kiểm nghiệm được lời đó đúng. Và nếu như là người, các bậc sư huynh trưởng, các bậc tôn túc, các bậc trí tuệ, hàng chị, hàng bác, hàng chú, hàng cô, hàng ông, hàng bà, bề trên khiển trách, chúng ta biết đón nhận. Ở đó chính là người có dễ dạy, con người có khiêm cung, con người có khiêm tốn, và con người sẽ được tốt đẹp. Là như thế. Ai có đức tính như vậy, biết đón nhận, biết vượt qua, biết sửa lỗi, biết nhận lỗi, hay là biết nhận được cái lời khen của kẻ khác, thì cũng biết nhận cái lời chê của người. Và từ chỗ đó mà chúng ta biết buông, biết bỏ, không phải đau khổ cho mình, và cũng như là không phải câu thúc để đau, để phải khổ sở ở hiện kiếp cũng như ở lai sinh. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay câu pháp cú số 229 có nghĩa rằng sáng sáng thẩm xét kỹ bậc trí, bậc có trí tán thán, bậc trí không tìm hết đầy đủ với định tuệ, xin có đỡ điều giảng dạy nghĩa và dân sự như vậy. Nếu có điều kiện sơ tất, kính ứng mong toàn thể quý vị quan nghĩ cho. Kính chấp nhất thời những tiếng nơi đây trước khi những lời kính dân một lần. Đức Trời Thượng Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, cũng như tất cả chư vị kính linh chân linh tại nơi đây, mong tất cả những con nghĩ được an lạc và kính dân phật phục ngày đến các bậc thầy tổ đã quá vãng, nhất là ngày của hòa thượng Tịnh Sự, ngày của hạnh nhà Pháp Huệ và sư trưởng, cũng như là sư huynh của chúng tôi, cũng như xin tất cả được an lạc, được tấn quá, mong cho tất cả được yên vui, được tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Kha Dạ.